Ok, nước đã lên. Thôi, thôi, chị đi nữa. Con đồ ra đây để bắt cái có cái. Biển đâu? Yeah. Làm sao chết được? Không, không, không. Chừng nào nó hết nước đùa nó sẽ trong. Nước nó đã đổi màu, nó chuẩn bị trong rồi đó ha. Bơm cái này giếng mới khoan mà khoan tầm sâu cho nên phải chờ nhất phải 15-20 phút. Hiện tại ống 27 thì nó bắn ra được nhiêu đó. Tuyệt vời. Ok, mình sẽ chờ cho nó trong. Ta bên nhau hát ca vui đùa ở trên đâu có không đủ mặt dài thế. Đây nó đã bị bung. Ok, xong. Hoàn thành công trình. Ta bên nhau hát ca vui đùa ở trên đâu có vậy. Ông